ngáo đá trộm xe cấp cứu gây náo loạn đường phố. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 15 tháng 6, tại bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ xuất hiện 5 thanh niên có biểu hiện ngáo đá xông vào siêu thị trong khuôn viên bệnh viện lấy dao gọt trái cây và vào trở ra khu vực đậu xe tại cửa B. Lợi dụng sơ hở tài xế đang chuẩn bị xe chuyển viện cho bệnh nhân, thanh niên này đã leo lên và điều khiển xe cấp cứu chạy đi. Ngay sau đó, bệnh viện thông báo cho công an phường Tân An và đóng cổng bệnh viện. Mặc dù cảnh sát đã kêu gọi nam thanh niên dừng xe nhưng anh ta không chấp hành mà tông vào cổng chính bệnh viện để ra đường Châu Văn Liêm. Sau khi ra khỏi bệnh viện, nam thanh niên tên là LHN ở quận Ninh Kiều đã lái xe cứu thương chạy vòng qua các tuyến đường trong nội ô thành phố. Cảnh sát phải trưng dụng 3 xe tải để đón chặn ở các tuyến đường. Khi đến đường Châu Văn Liêm, N lái xe lòng vòng suýt đâm vào cảnh sát. Thanh niên này sau đó đâm xe vào gốc cây rồi bị khống chế tại chỗ. Khi bị người dân và công an phối hợp bắt giữ, nam thanh niên bị ngáo đá vẫn đang trong tình trạng kích động và không tỉnh táo. Hiện N đang được cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Công an đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ việc.